Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó sót. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Anh Hà, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn George thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Yeah, ba. Vậy thì đi thôi. Recycle, recycle, we're going to recycle. Tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Cuối cùng nhà Peppa cũng tới trung tâm tái chế của cô thỏ. Tới rồi. Xin chào mọi người. Vâng, chào cô thỏ. Mọi người đem đồ tới đây để tái chế có đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì rất tốt. Mọi người cứ tự nhiên. Ba ơi, cô thỏ đang làm gì vậy? Cô ấy đang tái chế những chiếc xe cũ bị rỉ sét. Các con có biết chai không bỏ vô thùng nào hay không? Dạ, là màu xanh lá. Con giỏi lắm. Còn lon với hộp thì bỏ vô thùng màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa. George muốn đem tái chế những tờ báo cũ. Được rồi George, ba cho con tự tay bỏ báo vô thùng. Rồi, trong một ngày mình tái chế nhiêu đây là đủ rồi. Phải, mình về nhà thôi. Ồ, xe của mình đâu? Xe của nhà Peppa bỗng nhiên biến mất. Lùi lại đi. Thì ra là cô thỏ đang định tái chế xe của nhà Peppa. Văn phòng của ba nằm ở tầng trên cùng. Chúng ta sẽ di chuyển lên đó bằng thang máy. Con bấm nút này được không ba? Ba nghĩ giờ tới lượt George bấm rồi. Bấm nút trên cùng đó George à. Thang máy đang đưa Peppa với George và heo ba lên tầng trên cùng. Đây là tầng trên cùng, cửa đang mở. Đây là văn phòng của heo ba. Xin chào mọi người. Xin chào heo ba. Ồ, xin chào anh. Chú thỏ và cô mèo làm việc cùng với heo ba. Tôi đã dẫn theo hai vị khách đặc biệt đến tham quan văn phòng của chúng ta hôm nay. Đây là Peppa và đây là George. Thật vui khi các con đến chúng đây. Chúng ta bắt đầu tham quan nào. Anh thỏ à, bắt đầu từ chỗ anh có được không? À, tất nhiên là được rồi. Công việc của chú chủ yếu là về các con số. Bây giờ chú sẽ lấy những tờ giấy rất quan trọng này. Sau đó dùng một con dấu cao su, rồi đóng dấu lên những tờ giấy này. Wow! Công việc của chú thỏ thật là tuyệt. Con có thể đóng dấu được không chú? Tất nhiên rồi, chú sẽ lấy cho con một ít giấy. Có giấy ở đây luôn này chú. Ồ, chú nghĩ là con nên dùng một tờ giấy trắng của con đây. Peppa rất thích đóng dấu bằng con dấu cao su. Con rất thích công việc của chú thỏ đó. Đi tham quan tiếp thôi nào. Tiếp theo sẽ là bà của cô mèo. Meow. Cô chào Peppa và George. Con chào cô. Thật ra thì công việc của cô là vẽ hình lên máy vi tính đó. Sau đó cô in những cái hình này ra ngoài. Wow. Và thêm một bản sao nữa. Cảm ơn cô. Công việc của cô mèo thật là thú vị. Bây giờ hai đứa có muốn vô nhà ăn bánh trái cây cùng với mẹ không? Heo mẹ đang cắt hai miếng bánh trái cây ra cho Suzy và Peppa. Mẹ ơi, con và Suzy có một người bạn tưởng tượng nữa. Cậu ấy tên là sư tử Leo. À, mẹ biết rồi. Vậy bạn Leo của con có thích bánh trái cây không? À, dạ, bạn Leo cũng thích bánh lắm. Cậu đừng có nói dối như vậy chứ Peppa. Leo có thích như vậy đâu. Cậu mới thích bánh trái cây đó. Loại bánh mà Leo thích là bánh sô-cô-la kìa. Bây giờ nhà cô không có cái bánh sô-cô-la nào. Leo ăn đỡ bánh trái cây nha. Wow. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ thử một miếng nhỏ thôi. Theo mẹ cắt thêm một miếng bánh khác, rồi đưa cho bạn tưởng tượng của Suzy. Lúc này George đang chơi cùng với chú khủng long của mình. Khủng long. George, em ngồi lên người bạn tưởng tượng của chị rồi. George không biết là Suzy có một người bạn tưởng tượng.
tử Leon nói là miếng bánh này to quá nên một mình cậu ấy không thể ăn hết được. Vậy nên em có thể ăn nó đó chót à. Bây giờ tụi mình lên lầu chơi được không Peppa? Được chứ, tụi mình chơi trò hóa trang đi. Nhưng mình đang hỏi Leon mà Peppa. Leon nói là cậu ấy cũng thích chơi trò hóa trang đó. Vui quá. Vậy thì tụi mình đi lên lầu thôi. Peppa và Suzy cùng nhau chơi trò hóa trang. Peppa sẽ đóng vai một nàng tiên xinh đẹp. Bây giờ ta sẽ cho con một điều ước. Điều ước của tôi là được trở thành nữ hoàng Suzy. Vậy thì sư tử Leo sẽ làm chú hề nha. Cậu ấy không muốn làm chú hề một chút nào đâu. Cậu ấy chỉ muốn được làm vua thôi. Heo ba đang đi vào phòng của Peppa. Mẹ nói với ba, hôm nay nhà chúng ta có một vị khách rất đặc biệt đúng không? Chỉ là bạn cũ Suzy thôi mà ba. Còn có chắc là không còn ai khác ở trong phòng nữa không Pep? Có thư kìa chót. Peppa và chót rất vui mừng mỗi khi có thư tới. Tổng cộng chúng ta có 2 lá thư. Lá thư này là của heo ba. Để ba xem ở bên trong viết gì. Ông heo thân mến, xin ông vui lòng thanh toán hóa đơn điện thoại. Hóa đơn có nghĩa là gì vậy ba? Nghe có vẻ nó rất là chán luôn. Đúng rồi con, hóa đơn đúng là chán thật. Mẹ ơi, bức thư này có phải là của mẹ không? Không đâu con, bức thư này là gửi cho Peppa và Jot. Wow, bức thư này gửi cho con và Jot hả mẹ? Mời cậu và Jot tới dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Thân mến, ngựa vàng Joey. Ngựa vàng Joey đã gửi thiệp mời Peppa và Jot tới dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Vui quá đi. Mẹ nghĩ các con cần viết thư hồi đáp cho Joey để thông báo là các con sẽ tới dự bữa tiệc. Mẹ giúp con viết thư hồi đáp cho Joey được không? Ừ, mẹ sẽ giúp con. Peppa và Jot đang cùng nhau viết thư hồi đáp cho Joey. Con muốn viết gì cho bạn Joey nè? Joey thân mến. Joey thân mến. Con không biết nói gì nữa mẹ ơi. Con thấy như vậy được không? Tụi mình chắc chắn sẽ tới dự buổi tiệc của cậu. Trân trọng cảm ơn Peppa và Jot. Các con thích bao thứ màu nào trong số các màu này? Dạ là cái màu đỏ. Gửi ngựa vàng Joey. Và bước cuối cùng là dán tem vào. Lá thư đã sẵn sàng được gửi. Đây là thùng đựng thư. Đây là Danny, Suzy, Pedro, Rebecca và Emily. Các bạn đang lần lượt bỏ thư vào thùng. Peppa cũng đem thư của mình đến để bỏ vào thùng. Giờ mình làm gì nữa ba? Xin chào mọi người. Chào cậu nha Peppa. Cậu có nhận được thư mời đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình chưa? Rồi. Nhà mình cũng đã viết thư hồi đáp cho cậu. Ôi, thích quá đi. Ôi trời ơi, hôm nay chúng ta có nhiều thư trong thùng quá. Và lá thư này là của mình nè. Nó rất đặc biệt đó nha. Heo ba đang dọn bữa trưa cùng với heo mẹ. Peppa, John, tới giờ ăn trưa rồi nè các con. Hôm nay nhà mình ăn mì ống. Sao nhìn mặt con buồn vậy Peppa? Hồi nãy Suzy với Peppa cãi nhau đó anh à. Giờ con thấy hơi nhớ bạn Suzy một chút. Vậy để mẹ gọi bạn Suzy cho con nha. Mẹ. Ai đó, tôi nghe đây. Peppa muốn nói chuyện với Suzy một chút. Chào cậu Suzy. Chào cậu nha Peppa. Mình nghĩ tụi mình lại có thể làm bạn thân nếu cậu xin lỗi mình. Mình xin lỗi vì đã nói cậu cho ăn gian. Mặc dù đúng là cậu đã cho ăn gian. Wow, thật là uổng công khi mình nghĩ cậu là bạn thân của mình. Không sao, như vậy cũng tốt. Con sẽ tìm cho mình một người bạn thân khác nhanh thôi. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Ở sân chơi, tất cả các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi các trò chơi. Chó Danny đang chơi trò bàn quay cùng với bạn thân của mình là ngựa Pedro. Còn chó thì đang chơi trò bập bên cùng với bạn thân của mình là thỏ Lisa. Cụ Suzy đang ngồi trên xích đu chỉ một mình. Peppa thì đang chơi golf mini nhưng cũng chỉ một mình. Bạn Joy Emily đang tiến lại chỗ của Peppa. Mình chơi chung với bạn được không? Được thôi. Emily, mình và Suzy không còn là bạn thân của nhau nữa. Nên cậu có thể làm bạn thân của mình. Nhưng mình có bạn thân rồi. Bạn thân của mình là mẹ Candy. Meow. Joey nè, nếu như cậu muốn, cậu có thể làm bạn thân của mình được không? Nhưng mình đã có bạn thân là Thỏ Rebecca rồi Suzy.
Đây là công viên. Tới rồi. Mẹ ơi, sao lá cây đều thành màu đỏ màu vàng vậy mẹ? Chị đang là mùa thu Peppa. Khi tới mùa thu, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn và lá cây sẽ đổi màu. Hôm nay gió thổi lạnh quá, chúng ta hãy chơi trò chơi để giữ ấm. Tới lượt chị. Chị đâu có muốn cho nó đi hướng đó đâu em. Cơn gió đang thổi trái bóng đi cùng. Trái bóng rơi vào hồ nước rồi. Ba sẽ dùng khúc cây này để dới tới nó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Anh cẩn thận đó nha heo ba. Em đừng lo, anh gần dới tới rồi. Ba ơi, nước có lạnh không ba? Hơi lạnh một chút thôi. Vậy là gió đã thổi trái bóng ra khỏi hồ nước. Phải, thật là may mắn. Phải, chúng ta thật là may mắn. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn đó. Giữ chặt nón của mình đi các con. Ôi không, gió thổi bay nón của George đi rồi. Con đừng lo George, theo ba sẽ lấy nón lại cho con mà. Nhanh lên ba. Nhìn kìa, nó ở trên cái cây này rồi đó. Ba sẽ leo lên để lấy nó cho con. Cái cây này quá nhỏ, anh không thể leo lên được đâu heo ba à. Ôi trời, vậy chúng ta phải làm sao để lấy nó? Dễ thôi, em sẽ rung cái cây một chút. Có lẽ mình cần rung nó mạnh hơn nữa. George nhìn rất thích thú khi thấy con thuyền chạy. Mẹ ơi, mẹ lên dây giúp con được không? Thuyền của con không cần lên dây cót đâu Peppa. Thuyền của Peppa là loại thuyền buồm, chỉ cần có gió là nó sẽ di chuyển. Con không thích thuyền của con chút nào, nó không chạy được mẹ ơi. Đó là bởi vì hôm nay không có gió thôi con à. Để ba giúp thuyền của con chạy nha. Bây giờ ba sẽ hít sâu và thở ra để thổi thuyền con đi. Hạnh à, thuyền của con chạy một cái diều. Giờ thì Peppa thích thuyền của mình rồi. Mẹ. Đây là bạn của Peppa, cừu Suzy. Con xin chào mọi người. Chào cậu Suzy. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mẹ. Mình cũng có thuyền đồ chơi đây nè. Thuyền của cậu chạy bằng dây cót hả? Không, thuyền của mình chạy bằng pin. Chiếc thuyền đồ chơi của Suzy chính là loại thuyền chạy bằng pin. Đúng là một chiếc cano tuyệt vời. Mình xin lỗi nha bạn vợt. Đây là bạn chó Danny. Bạn đi cùng với chó ông. Xin chào mọi người. Xin chào ông chó Danny. Ông cháu. Ông mình đã làm cho mình chiếc thuyền phản lực thần tốc này đây nè. Ấn tượng thật, nhìn con thuyền ngầu quá, nó chạy thế nào? Con thuyền này chạy bằng hơi nước đó. Đây nè, tôi chỉ cần bật cái cần gạt này lên. Thật là một chiếc thuyền mái chèo quá tuyệt vời. Đây là bạn thỏ Rebecca và mẹ cậu ấy. Xin chào mọi người. Chào cậu Rebecca. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mình cũng có một chiếc thuyền. Bạn thỏ Rebecca không có chiếc thuyền nào. Đây là bạn thỏ Rebecca với em trai cậu ấy là bạn thỏ Richard. Xin chào mọi người. Chào cậu. Mình lên bàn quay chơi với các cậu được không? Con lên đi Rebecca. Chúng ta hãy quay thật nhanh nha các cậu. Nhưng bạn thỏ Richard cũng muốn được lên bàn quay. Nếu cho Richard lên thì tụi mình không thể quay nhanh được. Richard có thể chơi với George mà. Richard à, con có muốn chơi với George hay không? Không. George cũng có một chú khủng long giống như con vậy nè. Tới đây xem thử đi. Bạn thỏ Richard cũng bằng tuổi với lại George. Richard, con có muốn xem chú khủng long của George không? Khủng long. George, Richard chơi với khủng long của con được không? Dạ không. Richard,
Rất chơi khủng long của con có được không? Dạ không. George và Richard không muốn chia sẻ chú khủng long của mình. George à, sẽ vui hơn nếu như con biết chia sẻ đó. Hoàng hồ George, công nhận con thật là tốt bụng. Khủng long đi. George không thích chia sẻ. Richard, bây giờ con để George được cầm khủng long nha. Vậy là Richard cũng không thích chia sẻ. Sao hai đứa lại khóc vậy hả? George và Richard lúc nào cũng khóc khi chơi với nhau rồi đó ba. Vì các em ấy còn quá nhỏ cho nên mới như vậy á. Hay con dạy các em ấy cách để chơi với nhau có được không? Dạ được. Vậy để tụi con sẽ chỉ các em xây lâu đài cát. Ý hay đó, chúng ta tới bãi cát đi nào. George và Richard thích chơi trò xây lâu đài cát. George, Richard, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm lâu đài cát được không nào? George không hề muốn đội nón đi mưa của mình. Peppa, George, mau vào nhà đi, mưa lớn quá, vào nhà chơi đi các con à. George à, nón của con đâu? George đã bị cảm lạnh. Ôi, tội nghiệp George quá. Con bị bệnh rồi kìa. Không cần lo, anh sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây. Tôi hiểu rồi, đưa George về giường đi, tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ gấu nâu, tạm biệt. George có phải tới bệnh viện để khám bệnh không ba? Dạ còn phải uống thuốc nữa. Không, George chỉ cần trở về giường thôi. Ờ, vậy là George không phải bị bệnh nặng rồi. Cái này gớm thiệt đó nha George. Tội nghiệp George. Để mẹ đưa con về giường nha. George, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Dạ. George không muốn phải bị nằm trên giường. George, con phải nằm trên giường cho tới khi khỏe hơn. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải giữ ấm. Sao vậy ba? Bởi vì bác sĩ gấu nâu nói như bà như vậy. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói à. George thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm. Con chỉ chót cách nói đi. À. Dạ được. À. Chót đã bị cảm lạnh. Chót có phải uống thuốc không bác sĩ? Không, nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp chót ngủ ngon hơn. Cấp. Tụi mình vào được không? Không, đây là chỗ của con trai, chỉ dành cho con trai thôi à. Nhưng mà mình cũng thích lâu đài. Lâu đài đâu có tốt bằng nhà trên cây của mình đâu. Đi nào các cậu. Mình là vua của tòa lâu đài. Mỗi tòa lâu đài đều cần có cờ đó các cô. Wow. Họ cần có cờ luôn kìa. Nhà tụi mình không cần cờ đâu Suzy. Còn đây là heo bà. Chào các cô gái, các cô có cần gì hay không? Dạ một cái cờ. Và nó phải đẹp hơn cờ của các bạn trai. Để bà xem thử thế nào. Mình là một ông vua của tòa lâu đài. Mỗi tòa lâu đài đều cần có một cái điện thoại. Con cầm lấy cái này, kéo căng sợi dây một chút đi. Con sẽ có thể nói chuyện với các bạn trai. Tụi mình không muốn nói chuyện với con trai. Tụi mình không muốn nói chuyện với con gái. Heo bà đã tìm được một lá cờ cho chỗ của nhóm con gái. Bà thấy cái váy này làm cờ cũng đẹp nè. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng mà nó không đẹp bằng lá cờ của đám con trai. Mình ước tụi mình được ở trong lâu đài. Những nàng công chúa đều sống ở trong lâu đài. Nếu mình là một nàng công chúa, mình sẽ ở trong ngôi nhà trên cây. Tụi mình qua đó chơi được không? Đi mà. Mình sẽ đồng ý nếu các cậu nói lâu đài của tụi mình là tuyệt nhất. Nó đúng là tuyệt nhất. Mình sẽ ở lại ngôi nhà trên cây của mình. Mình rất thích lâu đài.
xong rồi. Trời đang đổ mưa và lâu đài thì không có mái che. Trời đã sáng rồi. Hôm nay Peppa và George sẽ được ba mẹ chở tới nhà thỏ Rebecca chơi. Heo mẹ, em lái xe đi, để anh đọc bản đồ chỉ đường cho. Anh có chắc không đó heo ba? Em thấy lần nào anh đọc bản đồ chúng ta cũng bị lạc hết đó. Nhưng lần này sẽ không lạc nữa đâu. Em tin anh lần này. Mọi người tắt dây an toàn chưa? Sẵn sàng rồi, heo mẹ. Chúng ta xuất phát thôi. Peppa và George đang cảm thấy rất háo hức khi đến nhà Rebecca. Bởi vì các bạn chưa đến nhà Rebecca lần nào. Ba ơi, chúng ta sắp tới nhà Rebecca chưa? Ở trong bản đồ chỉ là nhà của thỏ Rebecca ở ngọn đồi tiếp theo. Ba thấy khó hiểu quá. Đáng lẽ đã phải tới nhà của thỏ Rebecca rồi. Chắc chúng ta lại lạc nữa rồi. Đây chỉ là một vườn cà rốt thôi mà. Vậy thì nhà của thỏ Rebecca có thể ở đâu được chứ? Xin chào mọi người. Chào các bạn. Cậu có muốn vào phòng ngủ mình chơi không? Phòng ngủ của cậu sao? Nhưng nhà của bạn ở đâu? Peppa vẫn không thấy nhà của Rebecca ở đâu hết. Ngọn đồi này là nhà của mình á. Nó còn được gọi là cái hang. Cậu vào nhà của mình đi. Các con chơi vui vẻ nha. Tạm biệt ba. Vào trong đi. Nhà của mình không có cầu thang, nhưng nhà mình có đường hầm. Nhà của Rebecca có kiến trúc rất khác lạ so với nhà của Peppa. Trong đây là phòng ngủ của mình nè. Cậu cũng có giường, có cửa sổ và có hộp đồ chơi giống như tụi mình vậy. Tất nhiên rồi. Mình thích nhà của cậu lắm. Ước gì mình cũng có nhà như cậu. Phải rồi. Hay là bây giờ mình dạy hai cậu cách để làm thỏ nha. Được thôi. Đầu tiên các cậu phải co mũi lên như mình nè. Làm như vậy nè. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Hai cậu làm giống lắm. Đây là thỏ Peppa và thỏ George. Peppa và George đã tìm được một vũng bùn lớn. Thật ra Peppa và George thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Chị trước. Trời đã lạnh tới mức vũng bùn cũng đã đóng thành băng. Và nó rất trơn trượt. Cái này không có vui gì đâu. Heo mẹ và heo ba ra tới nơi. Ô, hay quá, có một vũng bùn nè. Heo ba cũng rất thích nhảy nhót trên vũng bùn. Cẩn thận đó ba. Suýt thì té rồi. Cũng may là ba rất giỏi giữ thăng bằng đó. Ba ơi, hôm nay vũng bùn cũng biến thành băng luôn rồi. Chúng ta không thể nhảy lên được nữa. Thôi kệ đi. Vậy thì mình sẽ đi cho vịt ăn bánh mì. Thấy ba và chó rất thích cho vịt ăn. Chào các bạn vịt. Tụi mình có bánh mì cho các bạn. Bầy vịt rất thích bánh mì. Trời lạnh tới mức hồ nước cũng đã đóng thành băng luôn. Mà mặt băng thì rất là trơn trượt. Mình xin lỗi các bạn vịt nha. Nhưng đúng là nhìn mấy bạn mắc cười thiệt. Tuyết đang bắt đầu rơi rồi. Tuyết rơi. Peppa và George thích chơi dưới tuyết. George, hay là chúng ta chụp bông tuyết đi. Thế là Peppa và George cùng chơi chụp bông tuyết. George đã chụp được một bông tuyết trước. Peppa cũng chụp được một bông tuyết. Peppa đang chọn một món đồ chơi cho buổi bán đồ cũ. Peppa, con đã quyết định chưa? Con chỉ cần chọn một cái thôi mà. Phải, và nó sẽ giúp cho trường của con có một mái nhà mới tinh tương. Dạ được, con sẽ đem bán đi. Ông khủng long này đó. Ông khủng long là món đồ chơi mà George thích nhất. Peppa, con không thể bán khủng long của em được đâu. Không được sao? Không được. Thôi được rồi, xin lỗi chó. Khủng long. Sao con không đem đi bán chú hề trong hộp của mình? Dạ được. Bây giờ tới lượt ba đó. Sao hả? Mọi người phải đem thứ gì đó đến buổi bán đồ cũ. Mẹ sẽ bán cái nón, còn George sẽ bán trái bóng này nha con trai yêu. Vậy con ba đem bán cái gì đây? Con biết rồi, là cái tivi này nè. Cái đó không được đâu. Dạ phải, mình vẫn còn xài mà. Con biết rồi,
đôi dép bắp mùi của bà. Cũng không được, nó quá hôi. Con biết rồi, là chiếc ghế cũ của ba đó. Nhưng nó là đồ cổ mà. Đồ cổ nghĩa là gì vậy ba? Đồ cổ nghĩa là nó rất cũ và đáng giá. Nhưng chúng ta tìm được nó ở bãi rác mà anh. Nó không đáng giá đâu. Nó sẽ có giá trị ngay sau khi anh sửa nó. Anh đã nói như vậy từ rất lâu rồi đó anh à. Bà biết rồi, bà sẽ bán đồ dớ mà heo bà đã làm nè. Dạ được. Chào em, cô tới để lấy đồ cho buổi bán đồ cũ. Dạ đây thưa cô. Cảm ơn em. Cô giáo có muốn lấy cái ghế cũ này nữa không? Cảm ơn rất nhiều. Cô đó, hít một hơi thật sâu và thổi. Bằng bằng. Chớp, bây giờ tới lượt em thổi đó. Nhúng que thổi vào trong nước tạo bong bóng. Lấy nó ra. Hít vào thật sâu. Và thổi. George đang rất cố gắng thổi, nhưng có vẻ cậu ấy sắp hết hơi rồi. George, em thổi còn chưa đủ mạnh. Mẹ biết một cách để George tạo ra bong bóng. Nhúng que thổi vào trong nước lại đi con. Rồi lấy nó ra và dậy nó qua lại. Con còn có thể cầm nó chạy nữa đó. Chó rất vui khi tạo ra bong bóng. Còn bé Ba rất vui khi làm vợ chúng. Mình rất thích bong bóng. Nhưng mà lọ nước tạo bong bóng đã bị dùng hết rồi. Ba ơi, mẹ ơi, tụi con hết nước để làm bong bóng rồi. Con đừng lo Peppa, ba có một ý này. Heo mẹ ơi, em đi lấy giùm anh một xô nước nha. Được rồi heo ba. Peppa, hãy lấy xà phòng giùm ba. Dạ được thưa ba. George, con đi lấy một cây vợt cũ cho ba. Xô nước, xà phòng và cây vợt cũ. Nhưng heo ba định làm gì vậy? Đầu tiên chúng ta cần chút nước. Và xà phòng. Bây giờ con đưa cây vợt cho ba. Cảm ơn con. Mọi người hãy xem đây. Vậy là heo ba đã tự làm nước bong bóng rồi. Như lúc nãy ông đã hướng dẫn, ông chỉ cần lấy hạt giống rồi rải chúng lên mặt đất. Một chú chim nhỏ đột nhiên bay lại rồi ăn hạt giống của heo ông. Đi đi, đừng có ăn hạt giống của ta nữa. Thì ra hạt giống của ông bị mất là do chú chim nhỏ đó. Hạt giống của ông bị chú chim nhỏ ăn hết rồi. Có hai chú chim nhỏ khác nữa bay lại ăn hạt giống của heo ông. Nhìn kìa ông ơi. Bay đi hết đi. Ủa, có gì ồn ào ngoài đây vậy? Heo ba nhìn nè, bầy chim cứ bay lại ăn mất hạt giống của tôi rồi. Nên tụi con giúp ông đuổi bầy chim đi. Đuổi chúng đi cũng vô ích thôi con à. Chúng sẽ quay trở lại. Mọi người nhìn kìa, chúng ta phải có người rơm mới được. Người rơm là gì vậy ba? Người rơm là một hình nộm hình người, thường được sử dụng để dọa bầy chim. Đúng là một ý hay đó heo bà. Tôi sẽ đi làm một cái ngay. Đi thôi các con. Tạm biệt các chú chim nhỏ. Mình và mọi người sẽ đi làm người rơm đây. Đây là nhà kho trong vườn của heo ông. Trong nhà kho sẽ có rất nhiều thứ có thể dùng làm người rơm. Đầu tiên, chúng ta cần phải có hai que cây và một vài sợi dây để cột. Tụi con sẽ lấy nó cho ông. Peppa đang cầm hai que cây trên tay, còn George thì đang cầm cuộn dây cột. Giỏi lắm hai đứa. Giờ thì ông sẽ dùng dây cột hai que cây lại để làm phần thân. Heo bà đang cầm theo một ít rơm và một cái túi đã cũ đi ra chỗ heo. Đủ rồi đó. Giờ thì ông sẽ nhét hết rơm vào cái túi này để làm phần đầu. Bây giờ người rơm cần phải có cái gì đó để mặc lên người. Tôi có một túi đồ cũ ở đây nè. George đã tìm thấy một cái váy ở trong túi. George móc quá. Ông người
mùi rơm chắc chắn là sẽ không mặc chiếc váy đó đâu. Còn Peppa thì tìm thấy một cái áo khoác. Wow. Kính lúp làm mắt của George trông to hơn bình thường rất nhiều. Tất cả đã có đủ. Bây giờ cái mà các con cần là một điều bí ẩn để phá giải. Ba ơi, điều bí ẩn là gì vậy ba? Một điều bí ẩn là thứ mà các thám tử giỏi cần phải giải quyết, như là tìm những thứ bị đánh mất. Con biết rồi, tụi con có thể tìm ông khủng long của chó. Nó lúc nào cũng bị mất hết à. Khủng long. Nhưng mà lúc này ông khủng long không bị mất. Vậy còn mắt kính của ba thì sao? Ba lúc nào cũng làm mất nó hết á. Hôm nay thì không. Ba đang đeo mắt kính của mình rồi nè. Làm sao bây giờ? Không có điều bí ẩn nào xung quanh đây hết. Vậy con muốn ba tạo ra một điều bí ẩn hay không? Dạ có. Vậy là heo ba sẽ tạo ra một điều bí mật. Bây giờ trên bàn có gì hả? Có một chú cá nhỏ, gấu bông, chú hà trong hộp. Và còn có ông khủng long nữa. Đúng vậy. Bây giờ hãy nhìn thật kỹ và cố nhớ cho hết chúng nha. Chú cá nhỏ, gấu bông, một chú hề trong hộp và ông khủng long. Các con đã nhớ hết chưa? Dạ rồi. Được rồi. Bây giờ các con ra ngoài chơi một chút đi. Khi nào xong, ba sẽ gọi các con vào. Nghe âm thanh ồn ào đó giống như ba đang chạy lên lầu. Bây giờ giống như ba đang chạy xuống lại. Đã xong. Bây giờ các con có thể vào trong nhà. Một thứ ở trên bàn lúc nãy giờ đã bị mất. Đó là cái gì? Có ông khủng long ở đây nè. Chú cá nhỏ, chú hề trong hộp. Vậy là mất cái gì đây? Gấu bông. Đúng rồi. Gấu bông đã bị mất. Ồ, Peppa, rót, các con giỏi lắm. Với tụi con thì dễ thôi mà. Tại vì tụi con là thám tử nổi tiếng. Mọi người lại đây coi. Trong hồ này có cái gì nè? Ông ơi, con không thấy gì hết đó ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa. Con hãy nhìn kỹ lại đi. Con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kia chó. Ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chó. Vậy là George bắt chước dáng đi của cua. Và Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Cô ơi, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Tránh ra đi mấy con cua này. Mau mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chó. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển. Wow, con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Con thích vỏ ốc này quá bà ơi. Rót, con cũng tìm cho mình một vỏ ốc đi. Dạ. Đó không phải là vỏ ốc đâu. Peppa nói đúng đó. Đó không phải là cái vỏ. Thứ mà George đã tìm thấy là một mẫu hóa thạch. Xin chào, tôi nghe đây. Ông ơi, giúp con với, xe tụi con bị hư rồi. Danny, có người cần ông cháu mình tới giúp rồi. Đi thôi. Đi giúp mọi người nào. Đi giúp mọi người nào. Nhìn kìa, Danny và chó ông tới rồi kìa ba. Chó ông chính là một người sửa xe chuyên nghiệp. Xe bị hư có nặng không bác? Không, chỉ là xe của nhà con bị hết xăng thôi. Vậy giờ làm sao đây ông? Các con cứ yên tâm, ở nhà xe của ông có rất nhiều xăng. Để ông kéo xe các con về. Vậy là chó ông kéo xe của nhà Peppa về nhà xe của ông ấy để đổ xăng. Bây giờ chó ông đang đổ đầy xăng cho xe của nhà Peppa. Tụi con cảm ơn bác nhiều lắm. Một lát sau, xe của mẹ con cừu Suzy cũng tới đây. Xin chào.
Suzy, xe của tụi mình đột nhiên hết xăng nên cho ông để tới giúp tụi mình đó. Wow, thật là ly kỳ quá đi. Gặp lại cậu sau gặp nha. Gặp lại cậu sau nha. Ôi không, xe của mình bị xẹp bánh rồi con gái ơi. Mẹ ơi, hay là mình gọi ông của Danny đến giúp đi. Ờ, để mẹ gọi liền. Alo, tôi nghe đây. Ông biết rồi, hai mẹ con không cần phải lo lắng, ông sẽ tới ngay. Đi giúp mọi người nào. Con đi theo được không ông? Được, Peppa lên xe đi. Đi giúp mọi người nào. Đi giúp mọi người nào. Chào cậu Suzy, tụi mình đến giúp cậu nè. Quang hô. Đây là lần đầu tiên chó đi tới hồ bơi. Con hãy thử đặt một chân của mình xuống nước nha. Hay là con dùng chân kia đi chó? Có lẽ chó nên thử dùng cả hai chân cùng một lúc. Ý hay đó. Giỏi lắm chó, nhưng con không cần tạt nước nhiều như vậy đâu. Bạn thỏ Rebecca đi đến cùng em bạn ấy thỏ Richard. Chào cậu Rebecca. Xin chào mọi người. Richard à, bám vào tấm phao này, như vậy thì con có thể tập đạp chân được. George, con có muốn thử đạp chân luôn hay không? Làm rất tốt, nhưng đừng làm văng nước nữa. Người lớn không làm văng nước. Tụi chị bơi rất là giỏi đó nha. Khi Richard và George lớn lên, các em ấy sẽ bơi được như tụi mình. Đúng không Rebecca? Phải. Richard có bình tưới nước đồ chơi. Dừng lại đi Richard. Ôi trời, Richard đã lỡ làm rơi bình tưới nước vào hồ bơi rồi. Xin lỗi Richard, mẹ không giới tới được. Nó chìm sâu quá đi con à. Mẹ ơi, mẹ không bơi xuống dưới nước được. Con cũng vậy, con cũng không bơi xuống nước sâu được. Em cầm mắt kính của anh đi heo mẹ ha. Dạ con cảm ơn ông. Ô, con gì đây? À, ông ơi, con gì mà thấy ghê vậy ông? Quái vật. Con này không phải là quái vật đâu mấy đứa. Nó chỉ là con ốc sên nhỏ thôi mà. Ủa, con ốc sên đi đâu mất rồi ông? Nó trốn vào trong giỏ của mình rồi. Cái giỏ này là nhà của ốc sên hả ông? Đúng rồi, cái giỏ này là nhà của ốc sên. Tụi con nhìn kìa, nó lại chui ra khỏi giỏ nữa rồi. Xin chào ông ốc sên. Ông ơi, trong nhà của ông ốc sên có giường ngủ không ông? Không có, không có đâu Peppa. Nếu con là một con ốc sên, con sẽ đặt một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và cái tủ lạnh và thêm một cái tivi nữa. Ông ơi, ốc sên ăn gì để sống vậy ông? À, nó chủ yếu ăn rau như rau diếp của ông đi nè. Kìa, đừng có ăn nữa. Còn ốc sên nhỏ xấu tính. Ông ơi, con và chó muốn được đóng giả làm ốc sên. Hai cái rổ này giả làm con ốc sên được nè. Chà, giờ thì nhìn hai đứa giống ốc sên rồi đó. Giờ tụi con sẽ ăn hết vườn rau diếp của ông luôn đó ông. Ô nè, mấy con ốc sên nhỏ này đừng có động vô rau diếp của ông nha. Còn nếu như ông vẫn tiếp tục la tụi con thì tụi con sẽ chui vào ngôi nhà của mình. Tất cả bạn của Peppa đều đang đi tới. Con xin chào ông. Chào con Suzy. Tụi con tới để chơi với Peppa và George đúng không nào? Dạ đúng rồi ông. Nhưng mà ông không biết tụi nó ở đâu hết đó.
Bây giờ ở đây chỉ có ông với hai con ốc sên nhỏ này mình thôi. Mình là ốc sên nè. Mình là ốc sên nè. Ốc gà chưa? Cái gì vậy ạ? Nó là cái máy dò tìm kim loại. Nó sẽ tìm kho báu cho chúng ta. Heo ông đang dùng máy dò kim loại để tìm kho báu bị chôn giấu dưới đất. Máy dò kim loại đã tìm ra gì đó. Đào nó lên đi các con. Dạ là một đồng xu. Một báu vật. Wow. Chúng ta cùng đi tìm thêm nữa nè. Lại tìm được gì rồi nè. Nó có vẻ rất là lớn. Ôi trời ơi, để ông coi, món báu vật này thật là nặng tay đó. Ôi trời, đó không phải báu vật bị chôn, đó chỉ là chiếc xe mua hàng cũ. Tìm kho báu như vậy là đủ rồi. Có ai muốn làm một lâu đài cát thiệt lớn không nè? Đúng là ý kiến rất hay đó heo bà. Giờ tôi sẽ kiểm tra chiếc thuyền. Heo bà và các bạn nhỏ sẽ cùng nhau làm một lâu đài bằng cát thật lớn. Và heo ông sẽ làm những việc quan trọng còn lại trên thuyền. Thật là tuyệt quá. Có lẽ mình sẽ nhắm mắt lại để ngủ một chút. Heo bà và các bạn nhỏ đang làm một lâu đài cát thật lớn. Họ cần rất nhiều và rất nhiều cát. Họ dùng những cái xô để làm tháp canh. Tòa lâu đài thật là đẹp. Tới lúc về rồi. Ủa, chiếc thuyền của chúng ta đâu mất rồi? Bà ơi, nhìn kìa. Ôi không, heo ông đã ngủ mất rồi. Và chiếc thuyền thì đang trôi đi mất. Chúng ta phải gọi heo ông dậy nhanh lên. Khinh khí cầu bay lên thật cao trên bầu trời. Bầu trời đã mất tiêu rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta chỉ bay qua mây thôi. Wow, bầu trời lại trở lại rồi. Khinh khí cầu, khinh khí cầu, thật là to mặt trời mặt trăng vui nhé. Tít trên trời, cao vời vời, nào cùng bay và bay lên thật cao. Nhìn đi cứu vong, chúng ta đang ở rất rất cao. Peppa, cẩn thận đừng để rơi đó. Con làm rơi gấu bông rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta sẽ cứu gấu bông. Mọi người hãy bám chặt vô. Chúng ta sẽ đi xuống. Cô thỏ đang làm khinh khí cầu đi xuống. Mọi người có thể cứu gấu bông. Bà không thấy gấu bông ở đâu hết. Gấu bông kìa ba, gấu bông đang ở trên cành cây. Bà có thể dùng cái neo này để cứu gấu bông cho con. Từ từ, từ từ. Được rồi, heo ba đã cứu được gấu bông lên. Gấu bông quang hô. Ôi trời, không ai nhìn về hướng đang đi hết. Có chừng, có một cái cây trước mặt. Bám chặt vô. Hết gấu bông bị kẹt trên cây. Giờ lại tới chúng ta bị kẹt trên cây. Heo ba, chúng ta đang ở đâu vậy? Mình lạc rồi, có đúng không anh? Phải. Mọi người nhìn kia. Kia là nhà của ông và bà đó. Phải, chắc chúng ta ở trong giường của bà và ông đó. Anh cũng nghĩ vậy đó. Chào mọi người. Heo bà ơi, heo ông ơi. Ôi trời đất ơi, cô làm gì trên đó vậy cô thỏ? Giúp chúng tôi, làm ơn. Ông ơi, tụi con bị kẹt trên cây không xuống được. Không cần lo, ông có một cái thang đây. Quang hô. George không hề muốn đội nón đi mưa của mình. Vào nhà đi, mưa lớn quá. Vào nhà chơi đi các con à. George à, nón của con đâu? George đã bị cảm lạnh. Ôi, tội nghiệp George quá. Con bị bệnh rồi kìa. Không cần lo, anh sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây.
Tôi hiểu rồi. Đưa George về giường đi, tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ Gấu Nâu. Tạm biệt. George có phải tới bệnh viện để khám bệnh không ba? Dạ, còn phải uống thuốc nữa. Không, George chỉ cần trở về giường thôi. Ờ, vậy là George không phải bị bệnh nặng rồi. Cái này gớm thiệt đó nha George. Tội nghiệp George. Để mẹ đưa con về giường nha. George, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Dạ không. George không muốn phải bị nằm trên giường. George, con phải nằm trên giường cho tới khi khỏe hơn. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải giữ ấm. Sao vậy ba? Bởi vì bác sĩ Gấu Nâu nói như bà như vậy. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói à. George thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm, con chỉ chót cách nói đi. À. Dạ được. À. Chót đã bị cảm lạnh. Chót có phải uống thuốc không bác sĩ? Không, nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp chót ngủ ngon hơn. Cảm. Thôi được rồi, hai đứa cứ lấy đi. Giờ chúng ta vẽ tranh được rồi. Em ngốc quá à chết. Người lớn vẽ tranh không bao giờ nhúng tay vô màu vẽ đâu em. George rất thích vẽ tranh bằng hai tay của mình. Peppa cũng bắt chước George vẽ tranh bằng hai tay. Hai đứa vẽ đẹp lắm. Cho anh xin một củ khoai tây được không em? Nhưng em còn chưa nấu chúng nữa mà hay ba? Bộ ba thấy đói bụng hả ba? Không phải là ba định ăn nó đâu hai đứa. Xem ba làm nè. Thế thì heo ba đang định làm gì vậy mọi người? Wow. Các con biết ba đang vẽ gì hay không? Dạ là một bông hoa. Ba vẽ thật là đẹp. Khi ba còn nhỏ, ba cũng rất thích vẽ tranh như hai đứa. Ba cất đồ vẽ tranh hồi nhỏ của ba ở đâu rồi ta? Ba ơi, sao ba đội cái nón gì mà mắc cười quá vậy? Đây là cái mũ nồi hồi nhỏ của ba. Cái mũ này nó giúp ba có tâm trạng tốt hơn để vẽ tranh. Bây giờ chúng ta nên vẽ gì đây? Con chọn cảnh đẹp lắm cho. Vậy thì ba sẽ vẽ cái cây anh đào này. Cái gì vậy ba? Đây là cái giá vẽ đó Peppa. Công dụng của nó là giữ cố định tấm giấy nền. Giấy nền là gì vậy ba? Nó cũng giống như giấy vẽ tranh, nhưng loại giấy này được dùng cho những bức tranh đặc biệt. Đó có phải kem đánh răng không ba? Không phải kem đánh răng đâu. Đây là loại màu đặc biệt, loại màu chuyên dành cho họa sĩ trưởng thành. Xong rồi, giờ thì chúng ta nên bắt đầu với màu nào? Dạ màu đỏ. Tại sao con lại chọn màu đỏ? Dạ màu đỏ là màu yêu thích của con. Peppa và gia đình của cậu ấy đã tới nhà của chị họ Chloe. Dạ. Xin chào, chào mọi người. Xin chào mọi người. Chào hai em nha Peppa và George. Đây là Chloe, chị họ của Peppa và George. Còn em họ mới đâu rồi chị? Em họ nhỏ của các con ở đây nè. Em họ mới của Peppa và George là một chú heo nhỏ, bé bỏng đáng yêu. Trời ơi, thằng bé dễ thương quá đi mất. Em ấy có phải là em gái không chị? Không phải vậy đâu, em ấy là con trai. Ước gì em ấy là em gái. Chị cũng thích vậy. Nhưng chót thì ngược lại, em ấy thích em bé là con trai hơn. Chót ơi, mẹ nghĩ là em bé còn nhỏ quá để chơi khủng long với con. Chót, em bé không thích chơi khủng long với em đâu. Em ấy muốn chơi bóng với chị. Peppa à, mẹ nghĩ em bé cũng còn nhỏ quá để chơi bóng với con đó. Nếu em ấy không thể chơi được khủng long, cũng không chơi được bóng, vậy em ấy chơi được gì? Em ấy chỉ việc ăn và ngủ thôi. Và còn làm được vậy nữa. Cô ơi cô, cho con ẵm em bé một chút được không? Được thôi, nhưng con nhớ phải thật cẩn thận. Như vậy thì con có thể ôm Alexander. Alexander. À, là tên em bé đó con. Em bé tên Alexander. Đó là một cái tên thật vĩ đại dành cho chú heo nhỏ bé bỏng. Em ấy thật là dễ thương, cho dù là con trai hay con gái. Có mùi gì ghê vậy? Chắc là cô phải đưa Alexander đi thay tả rồi. Cái này ghê quá đi.
Peppa, khi con còn nhỏ, con cũng mặc tã như em ấy vậy. Con không có mặc. Mẹ ơi, giờ con ra sau vườn chơi với Peppa giờ rớt có được không? Mẹ đồng ý. Heo ba đang lên dây cót cho cái đồng hồ cuốc cuông. Đã xong rồi. Heo ba cũng chỉnh kim đồng hồ cho đúng thời gian. Bây giờ là gần 9 giờ. Ba ơi, giờ tụi con xem chim cuốc cuông được chưa ba? Các con sẽ thấy chim cuốc cuông sớm thôi. Chim cuốc cuông như thế nào vậy ba? Để bà nhớ lại xem. Nó di chuyển đầu ra ngoài, sau đó lắc qua lắc lại. Rồi nó còn vỗ hai cái cánh như vậy nữa. Và nó bắt đầu kêu. Cuốc cuông. Con đúng là một chú chim cuốc cuông ồn ào đó Sốt à. Nhìn kìa, nó sắp xuất hiện rồi. Wow. Tội nghiệp chót quá, em không xem được chim cuốc cuông rồi. Chú chim cuốc cuông rất là tuyệt vời luôn đó. Nó kêu cuốc cuông nhưng em không xem được. Con đừng lo cho, lần sau con sẽ được thấy chim cuốc cuông thôi. Phải đợi thôi con à, bởi vì đồng hồ chim cuốc cuông chỉ xuất hiện sau mỗi giờ. Chờ đợi như vậy là chán lắm. Đi theo chị đi chứ, chị với em ra ngoài chơi đi. Nhưng George lại không muốn ra ngoài chơi với Peppa. Cậu ấy muốn ngồi chờ chim cuốc cuông xuất hiện. Đã gần tới 10 giờ rồi, George vẫn đang kiên trì đợi chim cuốc cuông xuất hiện suốt gần 1 giờ đồng hồ. George ơi, lại đi chơi cùng chị đi. Chú khủng long này muốn chơi cùng em nè. George. Khủng long. George lại bỏ lỡ khoảnh khắc chim cuốc cuông xuất hiện. Đừng khóc mà George. Hay là con ra ngoài sân chơi với chị. Peppa và George đang ở phòng khám nha khoa cùng với ba mẹ và đang ngồi đợi tới lượt của mình. Ngồi đợi thật là chán quá đi. Quyển tạp chí này thật là thú vị. Nó toàn viết những gì liên quan đến củ khoai tây. Peppa, George ơi, vào trong đi, tới lượt của hai con rồi kìa. Đây là bác sĩ Voi, bác sĩ chuyên về nha khoa. Chào con Peppa, con có nhớ đánh răng thường xuyên không? Dạ có thưa bác sĩ. Vậy tốt rồi, giờ thì ai sẽ khám trước đi? Dạ con sẽ khám trước bởi vì con là chị. Chớt nhìn chị nè. Được rồi, con ngồi lên ghế đi. Ngồi cho chắc nha. Giờ thì con há miệng to ra. Há miệng to ra tí nữa đi. Rồi, vậy được rồi, để chú kiểm tra răng nha. Bác sĩ Voi đang dùng một cái gương nhỏ để xem bên trong răng của Peppa. À ha, chú mong là con không ăn quá nhiều đồ ngọt đó Peppa. Rất khó để nói chuyện khi mà miệng của chúng ta đang há quá rộng. Được rồi, không cần há nữa đâu. Chú kiểm tra xong rồi, răng con rất là sạch. Răng của con bé giống tôi đó bác sĩ. Con dùng loại nước đặc biệt màu hồng được không bác sĩ? Được chứ, nhưng nhớ đừng có nuốt nha Peppa, phải nhổ ra mới được. Chết, giờ tới lượt em đó. Dạ không. George không muốn kiểm tra răng của mình. Con có thể cầm theo ông khủng long này trong lúc bác sĩ khám răng cho con đó. Khủng long. Tôi rất vui khi được gặp ông đó, ông khủng long mà. Đây không phải là con khủng long thật đâu bác sĩ. Nó chỉ là một con khủng long nhồi bông. Rồi ngồi cho vững nha. Con đang làm rất tốt đó George à. Giờ thì há miệng ra cho chú xem. Thư đến kìa. Peppa và George cảm thấy rất vui mỗi khi có thư tới. Bức thư này được gửi cho bạn heo Peppa. Dạ là con. Mẹ ơi, mẹ có thể đọc bức thư giúp con được không? Tất nhiên là được. Bức thư này được gửi bởi lừa Delphine. Dạ là bạn qua thư. Bạn ấy nói gì vậy mẹ? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mẹ ơi, mẹ nói gì con chả hiểu gì hết đó mẹ. Tại vì bạn ấy viết tiếng Pháp đó, nó có nghĩa là xin chào Peppa, cậu khỏe không? Cậu ấy còn nói gì nữa mẹ? Để anh đọc cho. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Ba giỏi quá đi. Ba của con là chuyên gia tiếng Pháp.
Vậy có nghĩa là gì vậy ba? Heo ba đang dùng khăn lau cặp kính của mình để có thể xem bức thư được rõ hơn. Ba cũng không biết nữa. Nó dài nên khó hiểu quá. Nó có nghĩa là mình rất thích chơi trò những cô tiên công chúa và mình rất muốn chơi trò đó với bạn. Anh cũng định nói như em vậy đó. Con cũng muốn học tiếng Pháp nữa. Vậy con nên nói chuyện với lừa Delphin nhiều hơn. Dạ, bằng cách nào? Trong bức thư này có số điện thoại của bạn ấy nè. Khoan à. Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Delphine? Heo mẹ đang gọi hỏi Delphine rằng bạn ấy có muốn nói chuyện với Peppa không? Alo. Bonjour. Bonjour. Giờ con nói gì nữa đây mẹ? Comment ça va? Comment ça va? Tạm biệt. Au revoir. Au revoir. Cậu ấy nói gì với con vậy? Cậu ấy nói tiếng Pháp. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa đang hỏi George em khỏe không bằng tiếng Pháp. Không lắm. Không đâu George. Tiếng Pháp không phải nói như vậy đâu em. Chỗ này là chỗ cắm trại của chúng ta đó. Các con hãy cùng hít thở bầu không khí trong lành đi nào. Các con làm rất giỏi. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau dựng lều lên nào. Peppa và các bạn của cậu ấy đang dựng lều của mình lên. Các con ơi, bây giờ mỗi người trong số các con phải tìm cho mình một người bạn chung lều. Suzy, cậu ngủ chung với mình được không? Nè. Không đâu, mình sẽ ở cùng lều với Zoe. Không được đâu Suzy, mình sẽ ở cùng lều với Thỏ Rebecca. Sao kỳ vậy Rebecca, nãy cậu nói sẽ ở chung lều với mình mà. Mình dám. Nè. Còn Emily thì sao, cậu sẽ ở chung lều với ai hả? Mình sẽ ở cùng Zoe. Được thôi. Vậy thì tốt. Giờ cậu có thể ngủ chung với mình. Vậy cũng được luôn. Công việc tiếp theo là chúng ta cần kiếm củi để đốt lửa trại. Tụi con sẽ đi tìm củi. Nhưng con với Pedro cũng muốn tìm củi nữa đó cô. Tất cả các con ai cũng đều có thể đi tìm. Thế ta và các bạn đang đi nhặt củi để đem về làm lửa trại. Các con làm rất tốt. Bây giờ ngoài trời đã tối, Peppa và các bạn của cậu ấy đang ngồi quanh lửa trại. Nào các con, chúng ta cùng hát một bài được không? Dạ. Yeah. Hay chúng ta hát bài Bing Bong đi cô. Hay chúng ta hát bài khác được không? Dạ cô, hát bài đó đi, hát bài Bing Bong đi. Vậy cũng được. Cùng ta cùng nhạc vui, hay hát bằng giai điệu nào? Này là Bing Song The Bong. Ngựa vàng ba đang ngồi xem truyền hình. Kênh này hay hơn. Ba đang xem kênh kia mà. Nhưng mà kênh của ba đang coi thì chán lắm ba. Ngựa vàng ba à, anh phải đi ngủ rồi đó. Sáng mai anh phải dậy sớm để còn đưa thư nữa. Vậy anh đi ngủ nha ngựa vàng mẹ. Đừng có thức khuya quá đó. Chúc mẹ ngủ ngon nha. Peppa và các bạn liền lấy túi ngủ của mình ra. Hai em gái sinh đôi của Zoe, Juju và Zaza cũng muốn tham gia tiệc ngủ cùng các chị. Nghe nè hai đứa, tiệc ngủ chỉ dành cho các chị lớn thôi nha. Hai em ấy còn nhỏ mà. Hai em ấy ở lại được không? Thôi được, nhưng mà hai em phải hứa là thức cả đêm luôn đó. Dạ tụi em hứa. Wow, đàn dương cầm kìa. Dạo này mình đang tập đàn. Mình có thể thử được không? Mình nữa. Nữa. Này vì sao đen lấp lánh xa? Hãy đến đây với ta đêm nay. Các con phải giữ im lặng chứ, để cho ngựa vàng ba còn ngủ nữa. Nào, hãy mau vào túi ngủ nhìn lên đi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Trong những buổi tiệc ngủ mà mình thường thấy thì lúc nào cũng luôn có bữa ăn nửa đêm hết đó. Bữa ăn nửa đêm là gì hả?
đó là bữa ăn mà chúng ta sẽ ăn lén. Mình biết đồ ăn để ở đâu nè, nhưng mà chúng ta phải đi thật nhẹ nhàng mới được. Suzy.